Tú ơi, tại sao Tú lại đẹp như vậy? Nói cho đúng nha, mày hay qua nhà tao ăn cơm đó. Sao Tú? Không lẽ bây giờ nhờ ăn cơm nhà Thu Trang mà em đẹp sao Tú? Tụi em bị cái gì vậy? Hả? Tụi em bị thế lực gì kìm hãm tụi em lại để tụi em phải nói là những lời đó? Em chưa có trả lời. Ok, mời em. Nói đi. Nét đẹp của em là giống là gộp anh Trường Giang và anh Trấn Thành cộng lại. Em nói nghe là Tú xạo nó phải có căn nha. Xạo mà không có căn cứ gì tao tán rớt mất kiến nha. Đâu, anh với Trấn Thành đâu có lấy nhau được. Nội mà vô mà đeo cái mắt kiến mà Trường quay là tôi thấy sai rồi. Không sao, có thấy đường đi không? Thời trang của ta vậy mà. Chọn người ta đi hát, hát đúng hay hát trật mà đeo cái mắt kiến là mờ con mắt là thấy cái gì nữa mà chọn. Đúng lát, chưa? Lát em chọn em. Làm thêm sai chưa? Không có sao hết trơn em ơi, mình đẹp mình có quyền. Tú là thần với tiếng luật. Tôi thấy ăn dầm nằm về với tiếng luật. Ăn nằm chung rồi á hả, ăn ngồi chung, ăn hát đứng chung, hò, quay clip hát vậy hò đó. Quay clip rồi ngồi xoa đầu hói nữa. Có xoa cái đầu hói nè. Trời ơi. Em ơi sao em dại dột vậy, em xem dám làm cái chuyện đó xoa cái đầu hói. Ê nó biết trước nha, bệnh hói nó cũng lây đó nha cưng. Ủa vậy hả? Xoa hơi bị lây đó. Bé không biết sao mà mê tiếng luật dễ sợ. Tôi không biết là thời gian nữa Thu Trang có giữ được chồng hay không. Hãy xem những người đàn ông trưởng thành người ta nói chuyện. Tú nói câu nào nghe cho nó nở mày nở mặt gia đình mình coi. Thấy rõ không Tú, bỏ cái mắt kiến xuống em. Không, em thấy rất là rõ. Thấy đó, rõ lắm, giỏi lắm. Em của tôi nó được lắm, nói cưng. Em chả hiểu gì hết. Ngồi yên đó. Không phải, tại vì clip ngắn quá. Nếu mà quay clip dài hơn thì mình dài biết. Quá thì ai cũng hiểu rồi con nha. Rồi quá. Số 4 là ai của em? Số 4 là ai của em? Chung. Em không biết. Em biết luôn. Mày không có hợp tác với ban tổ chức gì hết trơn cái thằng này. Nãy anh mở khẩu khá là chuẩn. Chưa có nghe ra đoạn sau. Là mở miệng á. Dạ đúng rồi, mở khẩu hình á. Mở khẩu không thôi, anh tưởng như là camera hay mới chụp hình vậy. Không, mở khẩu miệng rồi. Khẩu hình. Khẩu là miệng rồi. Khẩu là miệng rồi. Khẩu là miệng rồi. Em nghĩ rằng bạn này hát không có hay anh ạ. Vì đúng sao rồi. Cưng? Dạ em linh tính nó như vậy. Cái cảm giác, cái trực giác nó mách bảo. Bé này nói chuyện tâm linh quá ha. Em coi trên màn hình em không có nghiên cứu được nhiều anh ạ. Em không có tìm. Chứ ở đây anh nghiên cứu được nhiều. Chứ phải linh tinh chứ em ạ. Em phải suy đoán chứ, cái khẩu hình, cái cách lấy hơi người ta. Thu Trang thuế được cả cái cổ nó rung. Cổ rung cuống, nhưng mà cái cuống này rung mình cũng diễn được anh ạ. Cái cuống nào rung đâu, nào diễn đi. Đâu nào cuống như nào. Đâu. Thế là mày nuốt nước bọt con nhá. Thế là mày vừa nuốt nước bọt đấy. Thì giống như ha. Nó sẽ rung. Đâu mà đâu rung đâu. Đâu. Hay là hát thử nào, hai ba nó em nghĩ bạn này hát hay anh ạ. Vớ vẩn. Bạn này sẽ hát hay. Em đó. Mình là ca sĩ, mình thấy cái thần thái này sao em? Tại em đeo kính nên không có thấy được thần thái. Mày bỏ ra đây nữa, mày bỏ cái kính ra đi. Trời đất ơi. Nhưng đeo chi từ đầu chương trình tới bây giờ rồi không thấy. Nhưng mà em nghĩ rằng bạn này hát không hay. Tại sao? Tại vì em nghĩ rằng bạn này sẽ là một kiểu dạng là con nhà giàu của đại gia bán cá. Bạn không biết làm cá. Cơ sở trời rồi. Ơi, bữa nay hai khách mời trời. Trời ơi, bán cá cảnh mà nó nói người ta không biết làm cá. Thì như bán cá lóc, cá điều hồng. Con của bố mẹ mà bố mẹ là truyền thống mà làm bán cá. Xong rồi giàu rồi đến con là con không thích theo nghề đó mà thích âm nhạc nhưng mà hát không hay. Trời ơi, phân tích vô cơ. Profile luôn kìa. Vô gia đình người ta. Mà thích âm nhạc mà hát không hay luôn là nó biết luôn. Nhưng mà cuối cùng là hay hay không hay? Em nghĩ là hay. Ủa, em nghĩ là hay. Đâu. À, không hay. Em nghĩ là không hay tại vì em ơi. Bây giờ em phải rút lại là hay hay không hay để chị biết chị còn theo. Hay hay không? Trời ơi lập trường quá. Hay không? Hay không? Hay không là tao hỏi mày hay không? Trang ơi Trang, không mấy giờ gọi điện kêu Diệu Nhi hốt Tú về được không? Thì đó. Chưa rối quá. Con Nhi nó xài hao quá. Nó xài con nhỏ một thời gian mà con hồi nhỏ xưa, vô tri luôn. Đúng chính xác, hồi xưa con Tú nó bình thường lắm anh. Tự nhiên bây giờ không biết sao thuốc bao nhiêu vô nó cũng vậy, bị lờ luôn rồi. Bỏ đi, hơi qua đi ha. Tao nhìn cái mặt có niềm tin chứ. Có. Không tin được. Tôi không tin nè. Sao tự nhiên giờ em quy định đẹp trai là hát dở? Không có. Nói vậy khác này em tạt cáo nước mà lạnh như mặt con Tú. Ê
Tự nhiên anh nói em mới suy nghĩ tới luôn á. Nói giỡn thôi. Có những loại đẹp trai nó hướng tới cái sự hát hay. Ủa sao em nói còn đó em giỡn con Jin không giỡn con Tú? Nhưng có những loại đẹp trai nó hướng tới cái sự hát dở. Đúng không em? Anh không thích em lắm. Tú ạ, anh phải truyền hồn báo danh cho em biết như thế này. Là anh không phải là tiến luật đầu hói mà lúc nào nói đây vậy? Không, ý này không phải là tiến luật mà lúc nào cũng có thể là bao dung cho em nhá. Em hiểu không? Thất bại là mẹ thành công, cho em nó dấp ngã rồi đường đời mới dạy cho em mới đứng dậy. Đã nói là mình ưu tiên cái đẹp. Đúng. Đẹp có quyền, cho nên là đẹp lựa thì bên đây xấu là phải theo. Nhưng bây giờ sao? Bây giờ mẹ quyết định là con đẹp hơn Tú. Gin, con đẹp hơn anh Tú. Chọn cái gì vậy? Trời đất ơi. Hả? Chọn rồi, lỗi người ta kìa, thấy chưa? Trời ơi, bà mẹ lật mặt. Rồi em mới nói. Này em tự tin lắm, em hạnh phúc vì có một gia đình luôn bảo vệ mình. Và đến bây giờ phút này khi em chọn sai anh thì... Anh đang ở bên em. Này không, nãy anh cũng đi luôn rồi. Không, bậy. Nãy anh đi. Đó là anh dùng cái kế tương kế tụ kế để người ta đừng cười. Cái việc đầu tiên khi mình sai là mình phải biết nhận lỗi. Chứ không phải là đứng mình đổ lỗi cho nhau. Cuối cùng người đau vẫn là cái người này. Người ta không cười vô mặt gia đình mình được, em hiểu không? Trời ơi, bé nó xinh như vậy. Người ta không cười vô mặt mình nhưng mà người ta cười vô mặt em. Thì mày phải chịu rồi, mày nhỏ mày phải chịu. Gia đình, trời ơi. Gia đình. Anh xin lỗi em nha Vĩ, anh chân thành xin lỗi em. Đi lên trên đó, ôm người ta một cái. Hung nhẹ người ta một cái đi. Tôi nói thiệt, sau số này mà nó không chia tay gì như tôi làm con. Anh xin lỗi em nha Vĩ. Rồi, ôm nhau cái đi nè. Rồi, ôm đi. Rồi hai đứa dắt nhau vô trong luôn đi. Hai đứa lẽ ra là một cặp trời xanh luôn đó. Tiếc quá, tiếc luôn. Thì em đang phân vân giữa hát hay và không hát hay. Nhưng mà em nghĩ rằng là không hát hay. Bé này được cái phân tích nãy giờ cái cuối cùng quầy vốn rồi nè. Nè, cái mặt anh cứng luôn. em nghĩ là không hát hay. Em nghĩ hát hay. Hay à. Tại vì khẩu hình khi lên cao thay phải mở khẩu trên. Và thay vào đó khi mà những nút cao phải tách đó ra cái hàm dưới. Lại hàm. Suy nghĩ phức tạp nữa. Không, cái này là đúng cái... Tôi nói xong cảm giác như mang nhỏ đi phẫu thuật vậy đó. Cái này là đúng cái kỹ thuật. Tách cái hàm dưới đó. Em không biết gọi sao tại vốn từ nó hơi ít. Dạ không, không có hạ dưới, đẩy trên thôi. À, nói chung là mình tách cái hàm trên, dạ. lật cái hàm trên lên. Và khi càng nút cao lên thì té. À, xong mình mổ ra. Mình mổ, mình banh cái hồng ra. Cái hay nó diễn tả mà mổ hàm luôn á. À, anh có cảm giác như nhỏ đang phẫu thuật độ càm á. Nói hồi thành nhớ chị Lê Giang nữa giờ. em nghĩ bạn này hát được á. À. Tại vì nãy em có để ý cái cuống họng có rung nhẹ. Tại vì rung nhẹ. Tại vì mặc áo cổ lọ nên là một... Bây giờ anh với mày cược với nhau nhá. Dạ. Anh sẽ để bạn em dòng vòng cuối với mày nhá. Dạ. Đây là lần thứ hai Tú cũng trở lại với chương trình Giọng Mãi Giọng Mai. Dạ đúng rồi. Lần trước em ngồi với ai? Em ngồi với cả anh Xìn. Lần đó thắng hay thua em? Em thắng giòn giã. Thắng giòn giã. Tú cho càng ngày em càng duyên nghe Tú. Em biết Diệu Nhi không? Dạ em biết. Anh Tú chơi thân với Tiến Luật đó. Đó, thành ra là nhiều khi em cũng rối đầu, rối tóc này kia, bù đầu, bù cổ, phải không dạ, em? Dạ, thật ra em cũng không biết nghe cái tên hai người đó là ai ạ. À? Người đó là ai ạ? À? Là ai ạ? À? Cũng ngồi với đội của Thành đó. Diệu Di là do em nó cãi anh, em hiểu không? Anh nó biết nó là bồ của ai mà nó hư thiệt hư, nó không nghe lời ai. Ghét nhỏ. Bây giờ là cái niềm tin là mãnh liệt đó Tú. Dạ. Mình thể hiện cái sự hiểu biết. Thật ra thì em nói bạn này không phải là một kiệt tướng. Em biết bạn này. Tú, em nguy hiểm hơn bạn rồi đó. Bạn này nhà Nguyễn Trái, có hai anh em. Ủa em ở chung nhà với anh ta sao biết rành vậy? Và bạn này hát hay ạ. Tại sao em biết? Tại sao? Em gần nhà bạn. Bạn tên là Quân. Trời ơi, thấy ghê chưa? Nó còn khẳng định nữa, nó dẫn diễn sâu kìa. Không không, em thấy cái phong thái đỉnh đạt quá. Thầy ơi, bấm giùm con coi cái dòng này con thắng không thầy? Mình thua đó. À vậy hả? Ôi trời. Mình thua đó. À vậy hả? Ôi trời. Còn Tú thì sao? Em thì em nghĩ chị này hát hay. Sao vậy cưng? Thực ra thì chị này tên là Huệ.
Trời, biết luôn hả? Dạ nữa hả? Thằng Tú nó quen hết nguyên cái vàng này nó thiệt. Rồi cái tiệm chị ở đâu anh? Chị là không làm nail, chị là một giảng viên thanh nhạc. Trời ơi, hay quá. Quang, bây giờ em hỏi là cái ông số 1 tên gì nó quên luôn rồi đó. Anh Quân, nhà ở bên trái. Gia đình có hai anh em, là em út trong gia đình. Cái mối quan hệ của em rộng thiệt cái Tú. Rồi cái chị Huệ này dạ là thanh nhạc ở đâu? Dạ thanh nhạc ở đâu? Ở ngoài Bắc, chị này ở ngoài Bắc, sân khấu điện ảnh ngoài Bắc. Vậy thanh nhạc cho nên chắc chắn sẽ hát hay đúng không? Dạ, bạn này hát không hay. Và nghề của bạn làm dancer. Trời ơi, nó biết luôn nữa. Trời ơi, tại sao lại mời anh Tú đến đây? Trong khi anh Tú dạ, biết hết tất cả mọi người. Bạn không phải là làm cái visa. Dạ, tại vì cái tay nghề của bạn nó không chuyên nghiệp. Bữa nay tôi có thầy tương lai, mới có thầy phong thủy. Sao Tú? Em quen không? Em quen ạ. Quen luôn kìa. Không, hồi nãy em biết mà. Biết luôn. Rồi anh Giang Tú ơi, quan hệ em lớn quá Tú. Ai vậy? Em không nói được, nói lộ mất. Ai nhưng mà bà em ca sĩ hát hay. Tú nãy giờ mấy người kia là em nói là lộ hết rồi đó. Thôi anh giấu đi, anh giấu cho anh Giang ơi, rồi. Thời của anh tới rồi. Tú nó quan hệ trên diện rộng. Nó biết hết 7 người luôn á. Nãy giờ nó giấu rồi đó. Em bạn này hát rất là hay và một giọng ca rất là tuyệt vời. Nhưng mà em biết chắc không phải là người mẫu vẽ hay là gì hết trơn á. Bạn này là ca sĩ. Thôi mình về em ơi, Tú biết hết chơi gì nè. Em thấy chương trình kỳ quá à. Chương trình mời toàn là những người quen của Tú không à. Làm sao chương trình biết được Tú quen ai em? Không, chương trình biết Tú quen ai nên mới mời đó. Không có, chương trình làm vậy chi? Quan trọng là Tú nó quen ông giám đốc chương trình. Đúng rồi. Ôi da. Thôi xong luôn. Bé này hát cỡ Diệu Nhi là cùng à. Phải vậy ông Tú. Em không biết. Không biết. Sao Tú, cô giáo dạy thanh nhạc của em đó. Hát hay à, Tú vẫn khẳng định là hát hay. Vậy lát cho Tú hát chung với bạn. Đúng vậy. Cô Huệ nha. Vậy còn Tú thì sao? Em thì em nghĩ rằng bạn này hát hay. Chỉ là nghĩ đơn thuần thôi em. Dạ nghĩ đúng đơn thuần, không nghĩ sâu được hơn. Diệu Nhi không thích điều này. Ủa? Chào tôi lo bạn bè. Để Nhi chụp nó này. Cái thằng này kìa. Sam chụp em chứ em đâu chụp Sam đâu. Listen to my heart. Sam ơi, chủ động nắm tay em đàn Sam, giữ tự trọng. Tú ơi, ngày hôm nay em thấy phong cách của chị như thế nào? Trời ơi, đó có phải gọi là đẩy đưa không vậy? Thực sự thì ngay từ lúc mà đứng trong kia em nhìn chị là em đã thấy bị sợ. Vừa lắm. Ủa chứ không phải là em ngồi cả anh Xin nữa. Ngay là em chung với Lập hả? Chả hiểu. Ủa? Gì cả. Vậy em à. Vậy là anh em mình thua chắc rồi. Chơi gì nữa đi về. Anh tới đây anh cũng đâu nghĩ mình thắng đâu. Trời ơi. Nhờ câu nói này của em. Lập em qua đây đi. Lập. Trời ơi, nhờ câu nói này của em anh mới qua đây với em. Tại anh không vợ thắng hết trơn á. Anh em mình sinh ra cho nhau rồi hắc mặt vô thường. Muốn cái gì nữa? Chả muốn gì. Thằng bé nó bị ép mà nó hoang mang luôn. Nó cảm thấy nó không có nhân quyền nữa. Nó ngồi mà ai áp đặt nó làm gì làm á. Em dễ mà. Em đội nào cũng được. Nhưng mà vẫn không phải là Sam với Nhí đâu. Vẫn phải là hát nhạc dân tộc. Sao vậy? Sao cái tâm lý nó là vậy? Không phải tại anh căn cứ vào đâu? Anh căn cứ về điều gì vậy Tú? Nhìn mặt bé này rất là giống hát nhạc dân tộc. Nếu mà Tú nói vậy rồi thì Huy có một đứa em gái. Tú nhìn coi, đứa em gái đó hát nhạc gì, biết hát đó nha. Chuyên một dòng nhạc đó. Chỉ hát được hả? Em sai rồi Tú. Em hát... sai lắm. Con bé nó hát nhạc dân tộc đó. Hãy cho mọi người thấy rằng anh nói đúng đi bé. Đúng rồi, sao một câu đi. Cho em một bài nhạc dân tộc nào. Chỉ phải nói tên người ta mới cho bài sóc chứ. Sóc Sà Bài, Sóc Trăng. Ui rồi bài đấy thì thuộc. Thuộc gì thua bà. Mình về lại Sam với Nhí. Chọn gì? Nhưng mà anh nói anh biết bé này mà đúng không? Biết. Vậy là Tú và anh Huy sẽ chốt đáp án là 2, 3. Nhí. Cái gì vậy? Đồng lòng lại một lần nữa nè. 1, 2, 3. Hát. Được chứ hát rồi, được chứ hát rồi, được chứ hát rồi. Nó đó. Hát. Tại sao đứa hát đứa slam? Lần cuối. Lần cuối là hiểu nhau nè. Slap. Anh ơi. Ê, đấy đây. Em không biết này đâu.
nghĩ đi. Hát. Vô rồi, vô rồi. Nhạc. Danh. Tóc. Đọc. Sao kỳ quá vậy? Sao mà lúc nào chị có một sự ưu ái cho anh Tú hơn vậy? Không phải, tại vì chị vừa thấy ra, tại vì mới bị chê bộ đồ quá. Mà chị mới vừa thấy Tú ra cái là thấy tương xứng liền. Không, bộ đồ chị xấu thật. Em thấy thì bây giờ anh Bắp với cả Lập là mặc áo khoác ngoài, em áo sơ mi thì em về anh Thành. Không, em thấy về là mình có hộp quá. Rồi có hộp đi hết. Cũng chiếu giống nhau ha. Style này ổn quá trời. Ừ. Style. À, chúng tôi giống nhau là áo sơ mi đấy. Ok. Mời hai ba bình luận về vị trí của mình. Gương mặt đang hả? Chà, cái mặt em mong chờ ghê nha. Cho người ta thấy sự hào hứng đó coi. Khách mời đang rất là hào hứng và đang mong chờ các cái bé tiểu ra cảm rồi. Vậy thằng bé bởi bị sao? Cái tên Sicilia là nước Thụy Điển phải không? Tại vì Đức, tại vì nhà em là bên Đức. Đức Hòa. Không, em thật mà thì thường hay ở Reinhardt này, hay vào Meyer này kiểu vậy. Nga thì không phải Nga, ngày xưa anh em học là Grusia, the girl. Tiếng Pháp thì nó lại quá quen thuộc với anh rồi. Anh là gia đình anh Pháp mà. Thì đó, anh em mình hợp lại thì có Thụy Điển thôi. Ừ nhờ. Tú, em phải nói một câu gì đấy mà mình thấy đúng được rồi. Cái sự trưởng thành của mình. Phân tích nào. Thì em nghĩ rằng hát thì bé này chắc là hát. Thì em này không nghĩ thiết kế thời trang. Tú mê Thụy Điển nè. Thụy Điển này là nước của chồng chị Đoan Trang nè. Là nó có liên quan tới con bé không anh? Chị Đoan Trang bạn anh. Thì nói vậy thôi đó. Vậy cái thằng mập nhất là em rồi. Chạy đi đâu được. Rồi, okay. Bây giờ mình sẽ tới với lại nó mập cái nhất đó. Rất 3, 2, 1, 1. Đó là Ủa con có thương chú Tú không vậy? Dạ con coi trên gia đình là số 1 á. Đúng rồi, trời ơi, người ta có nghiên cứu về nhân vật đàng hoàng. Nhưng mà thực sự cái bắp chân đâu? Nói đi, nó phải nói lại là không đùa được quả bắp chân này. Không đùa được. Không đùa được quả đấy anh ạ. Nó vặn vơ, nó to. Ủa con nó... tên là gì con? Anh Tú, anh em nói thẳng là anh Tú. Đúng không con? Lát hồi nói ăn là thịt chứ. Anh Tú thế. Con là người Đức. Đức. Đây chỉ cho nè. Hồi nãy nghe nói có cái ông kia ông sống bên Đức ghê gia lắm. Đình, dòng họ. Gia đình dòng họ Đức, chú bác cô Đức hết. Rồi xong, không có họ đó đâu. Search ngay xem cái tên Sicilia là nước Thụy nào. Điển. Thụy Điển. Tại vì nhà em là người bên Đức. Tại vì nhà em là người bên Đức. Đây nè, con nghe nè, con nghe nói tiếng Đức nè. Chú, hôm nay tôi rất vui khi được tham gia chương trình này. Nói tiếng Đức cho nhau nghe. It has the big is nigga danger the ik. Hay quá. Chứ không phải Tú. Con nghe nó không có giống như tiếng Đức một chút nào mà Tú. Không có giống như tiếng Đức một chút nào. Qua mặt luôn. Nói một câu nào là tiếng Đức. Bất cứ một câu nào. Danke schön. Danke schön là cảm ơn. Không phải, thực sự nhìn bức hình là em cũng nghĩ là sẽ không chọn hai anh em mình. Là sao chương trình nữa? Lại có thể cho một cái gợi ý để đáp án khác nhờ? Và đáp án khác là cái gì? Nghe nó có vẻ mà thách thức, mà khiêu khích thế nào. Nghe rất là muốn chọn nó nhưng... Không, đừng để ban tổ chức lừa. Chiêu mà. Chiêu. Làm cho có vẻ là bí hiểm, đi vào là ngõ cụt đấy. Ừ. Anh chọn gì vậy? Nói đấy. Em cũng vậy. Đây mình thấy tên gì vậy? Thì đội em chắc em cũng nghĩ được cái tên cho đội của em rồi. Tên gì? Những chàng trai tô màu cho cuộc sống thêm đẹp và tươi xanh. Ok. Những chàng trai tô màu cho cuộc sống thêm đẹp và tươi xanh. Hết bàn tay. Ngắn lại. Những ngắn gọn xúc tích nhất có thể. Chàng trai đó tươi. Những chàng trai tươi. Những chàng trai tươi. Rồi vỗ tay. Tuyệt vời quá, tuyệt vời. Trời ơi, không thể thấy cái chú giàu. Rồi, nhẹ lên nhẹ thôi. Nhẹ lên nhẹ thôi. Không, nhẹ lên nhẹ thôi. Nhẹ lên nhẹ thôi. Anh Quýt làm cái gì, Quýt làm cái gì. Anh nhẹ lên luôn mà. Anh Tú. Quýt làm gì đâu. Anh Tú để một trái giữa đầu gối thiệt. Nhưng mà sau đó
để hai trái hai túi nữa. Trời ơi, nhanh quá rồi. Dư Hưng ngồi xuống là bắt đầu móc ra để lên. Chúng ta cùng xem lại hình ảnh sau đây. Trời, về vũ đạo hai bạn ngang ngửa, cái này đâu liên quan vũ đạo đâu anh. Có em có, tin anh đi Tú, không cần dùng kỹ xảo điện ảnh ở đây, không cần móc cho cái lỗ bự ra. Chơi ăn gian quá à. Dạ, cái này là những chàng trai gian lận. Không phải em quen tay ngày xưa từ nhỏ đó, chơi xấu luôn. Trời ơi, ăn gian từ nhỏ luôn hả? Chương trình đang lên sóng truyền hình mà gia đình đang nhìn vào mình đó, người ta đánh giá gia đình mình vậy, mình không nên người. Không có em nữa, bố mẹ em đâu ăn gian, có mình em. Một phút cho cặp đầu tiên bắt đầu. Mạnh lên rồi. Anh Giang, hai cái hộp này không được tính kết quả. Ủa sao vậy? Ủa? Có sự gian lận vô cùng khủng khiếp. Không. Chúng tôi gọi là lắc chứ không phải là lấy cái tay quăng. Hai lượt còn lại sẽ được tính, lượt này không được tính. Không phải. Ai?